Vừa qua, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng huyện Đoàn Củ Chi tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng nhà vệ sinh trong trường học tại trường Tiểu học Lê Thị Pha. Đây là công trình xây dựng nhà vệ sinh trong trường học đầu tiên được thực hiện nằm trong nội dung đã được ký kết giữa Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Orion Vina về việc xây dựng nhà vệ sinh khu vực trường học và tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại cho thiếu nhi giai đoạn năm 2022 2025. Theo đó, việc triển khai sẽ tiến hành theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 năm 2022, 2023 sẽ triển khai xây mới hoặc sửa chữa 10 công trình nhà vệ sinh khu vực trường học và 10 chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Giai đoạn 2 và 3 năm học 2024, 2025 dự kiến triển khai xây dựng mới 20 nhà vệ sinh khu vực trường học và 20 chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tại các khu vực vùng sâu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công tác xã hội thanh niên thành phố phối hợp cùng các đơn vị tổ chức xây mới một công trình tại huyện Củ Chi, trường tiểu học Lê Thị Pha và sửa chữa một công trình tại huyện Bình Chánh, trường tiểu học Quy Đức với tổng kinh phí thực hiện của hai công trình gần 300 triệu đồng, hỗ trợ phục vụ cho hơn 600 học sinh của hai trường. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Orion Vina tài trợ toàn bộ kinh phí. Trong những năm gần đây, bên cạnh công tác chăm lo về tinh thần cho các em học sinh, các cơ quan chính quyền các cấp còn dành nhiều sự quan tâm về cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo cho việc dạy của giáo viên và học tập của học sinh tại các trường trên địa bàn cả nước. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, các nhà vệ sinh trong một số trường học đã xuống cấp hoặc có các điểm trường không có nhà vệ sinh, đặc biệt là khu vực các tỉnh vùng cao, vùng sâu. Việc các điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh đã được xây dựng nhưng bị xuống cấp còn khá phổ biến chương trình sẽ là hoạt động góp phần mang đến cho các em học sinh được không gian thoải mái thân thiện trong việc giữ gìn vệ sinh chung trong môi trường học tập